Chương trình thời sự buổi tối của Vietface TV được bảo trợ bởi Yamada Resort and Casino at San Manuel. Hệ thống 5 nhà thuốc Tây uy tín trên 30 năm cho dầu gió xanh con ó, $46 cho 12 chai, tặng thêm 1 chai. Sữa Ensure Powder, $73 cho 6 hộp. Lang Vi, Kim An, Sài Gòn, VN và Đồng Tâm Pharmacy xin chân thành cảm ơn quý khách. Hạt mầm gạo lứt Bio Emachu, bạn đang khổ sở vì bệnh tật đau yếu hay chỉ muốn cải thiện sức khỏe được tốt hơn? Bio Emachu là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Mọi chi tiết xin liên lạc về công ty Prom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình tin tức tổng hợp của Đài Vietface TV cho buổi phát hình ngày thứ Năm, ngày 13 tháng 6 năm 2024 cùng với Thanh Thảo. Như thường lệ, trước hết là phần lược qua vài tin chính trong ngày. Một nhóm chiến hạm của Hải quân Nga đến Cuba. Microsoft nhận trách nhiệm đối với những thất bại trong an ninh mạng. Tối cao pháp Việt cho phép thuốc phá thai Mifepristone tiếp tục có mặt trên thị trường. Nhiều trẻ em đã nhập viện vì một chủng vi khuẩn E. coli hiếm gặp. Lạm phát bán sỉ hạ nhiệt đáng kể vào tháng 5 theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động. Tổng thống Joe Biden có mặt tại Ý trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G7. Vừa rồi là phần lướt qua vài tin chính trong ngày, ngay sau đây là phần tin chi tiết. Một nhóm chiến hạm của Hải quân Nga đã đến Cuba. Sự xuất hiện gần đây của một đoàn tàu Hải quân Nga tại Cuba cho thấy mối quan hệ giữa hai đồng minh thời chiến tranh lạnh đang được củng cố đáng kể. Đoàn tàu này bao gồm một số tàu quan trọng, chẳng hạn như tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan và khinh hạm hiện đại Gorshkov, được trang bị để bắn hỏa tiễn siêu thanh có khả năng đạt tốc độ 7.000 dặm một giờ. Các lực lượng Nga đã đánh dấu sự xuất hiện của họ bằng màn chào mừng bằng 21 phát đại bác khi họ vào cảng hải cảng và nhấn mạnh đến sự thể hiện sức mạnh quân sự tập thể. Hành động này diễn ra khi các quốc gia trong khối G7 họp tại nước Ý để thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, làm nổi bật những căng thẳng địa chính trị rộng lớn hơn. Sự hiện diện của những chiếc tàu hùng mạnh của Nga tại Cuba là lời nhắc nhở rõ ràng về mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa Nga và Cuba, gợi nhớ lại liên minh thời chiến tranh lạnh của họ. Máy đọc bảng số xe tại San Francisco gây ra mối lo ngại về quyền riêng tư. Việc sở cảnh sát San Francisco gần đây đã lắp đặt vào khoảng 100 máy đọc bảng số xe tự động, viết tắt là ALPR, gây ra một cuộc tranh luận đáng kể về quyền riêng tư và giám sát. Sáng kiến này do thị trưởng London Breed dẫn đầu và được thực hiện thông qua đề nghị Y nhằm mục đích tăng cường an toàn công cộng thông qua việc tăng cường sử dụng công nghệ kỹ thuật. Các ALPR này được lắp đặt trong 3 tháng qua và được cho là rất quan trọng cho việc chống tội phạm, cũng như tạo điều kiện hợp tác với các thành phố khác. Bất chấp lời bảo đảm từ thị trưởng Breed rằng những camera này không được sử dụng để vi phạm luật giao thông và cũng không sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, những lo ngại về quyền riêng tư vẫn đang tiếp diễn. Một nhóm đáng chú ý đã lên tiếng phản đối là Electronic Frontier Foundation, tức là EFF. Tổ chức đã lên tiếng cảnh báo về khả năng các hệ thống này bị tấn công và những tác động rộng lớn hơn đối với quyền tự do dân sự. Sự căng thẳng giữa sự an toàn công cộng và quyền riêng tư là chủ đề thường xuyên trong các cuộc tranh luận về công nghệ kỹ thuật giám sát. Những người ủng hộ cho rằng các biện pháp như vậy là cần thiết để giải quyết tội phạm một cách hiệu quả, trong khi những người phản đối thì lo ngại về việc xâm phạm quyền riêng tư và khả năng sử dụng sai mục đích dữ liệu đã thu thập được. Các thượng nghị sĩ lo ngại FDA và DOJ thiếu hành động đối với thuốc lá điện tử trong giới thanh thiếu niên. Các thượng nghị sĩ đã lo ngại về việc là FDA cũng như là Bộ Tư pháp không có hành động gì liên quan đến nạn hút thuốc lá điện tử trong giới thanh thiếu niên. Thuốc lá điện tử có hương vị được bày bán rộng rãi mặc dù chưa được Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm, tức là FDA, chấp thuận. Trong khi học sinh trung học thì không biết về những rủi ro sức khỏe liên quan đến việc hút thuốc lá điện tử. FDA đã đáp lại, họ tuyên bố việc thực thi đạo luật kiểm soát thuốc lá là ưu tiên hàng đầu và nhấn mạnh đến quy trình xem xét kỹ lưỡng đối với khối lượng lớn đơn ghi danh thuốc lá điện tử với 27 triệu đơn. Chỉ trích của các thượng nghị sĩ là FDA không thực thi được luật hiện hành khi cho phép các sản phẩm không được cấp phép lưu hành trên thị trường. Sức khỏe công cộng và của cộng đồng nên được ưu tiên hơn là việc xem xét đơn ghi danh kéo dài.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã chậm trễ trong việc giải quyết tình trạng bán thuốc lá điện tử bất hợp pháp. Các thượng nghị sĩ từ cả hai đảng đều thất vọng với tiến độ chậm chạp trong việc hạn chế tình trạng hút thuốc lá điện tử trong giới thanh thiếu niên. Cần có các quy định và biện pháp thực thi nghiêm ngặt hơn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Microsoft nhận trách nhiệm đối với những thất bại trong an ninh mạng. Microsoft đã chấp nhận trách nhiệm đối với những thất bại trong an ninh mạng được nêu trong bản báo cáo chỉ trích gay gắt do chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn. Đó là những gì mà chủ tịch công ty Brad Smith đã nói với các nhà lập pháp Hoa Kỳ hôm thứ Năm 13 tháng 6. Chủ tịch Brad Smith giải quyết vấn đề này trước các nhà lập pháp Hoa Kỳ, thừa nhận trách nhiệm của công ty đối với sự thiếu sót về an ninh mạng được xác định trong một bản báo cáo quan trọng do chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn. Ông Brad Smith ra điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, theo sau bản báo cáo hồi tháng 4 từ Hội đồng đánh giá an toàn mạng Hoa Kỳ. Bản báo cáo nêu bật một số lỗi có thể tránh được của Microsoft đã tạo điều kiện cho tin tặc Trung Quốc xâm nhập, xâm phạm chương mục email của các quan chức cao cấp của Hoa Kỳ, bao gồm cả Bộ trưởng Thương mại. Để hồi đáp lại những khám phá này, ông Smith phát thảo các bước mà Microsoft đã thực hiện trong những tháng qua nhằm cải tổ các giao thức an ninh mạng của mình, bao gồm cả việc thực hiện những khuyến nghị khác nhau từ Hội đồng đánh giá an toàn. Phiên điều trần này nhấn mạnh đến tác động đáng kể của các thất bại về an ninh mạng của Microsoft và cam kết của công ty này trong việc giải quyết và khắc phục những trở ngại kể trên. Một phụ nữ Cedar Rapids ở Iowa đoàn tụ với viên cảnh sát đã giúp cho cô sinh con. Tại Cedar Rapids, Iowa, một cuộc đoàn tụ cảm động diễn ra giữa một phụ nữ và sĩ quan cảnh sát đã giúp cho cô sinh con chỉ 3 tuần lễ trước đó. Hồi tháng trước, Katrina Mahoney đã thấy mình rơi vào một tình huống bất ngờ và cấp bách. Cô đang trên đường đến bệnh viện thì nhận ra rằng đứa con của mình sẽ không đợi được. Khi cô và mẹ lái xe vào một bãi đậu xe gần đó thì Katrina đã gọi số điện thoại khẩn 911 nhằm được hỗ trợ ngay lập tức. Cảnh sát viên Robert Boyer là người đầu tiên đến hiện trường. Ngồi ở ghế sau của xe, cảnh sát Boyer đã hỗ trợ Katrina sinh con trai Ryan Mahoney. Phản ứng mạnh và nhanh chóng và thái độ bình tĩnh của cảnh sát viên đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh nở bất ngờ này, khiến cho anh ta trở thành người đầu tiên bế cậu bé Ryan mới được sinh ra đời. Tuần này, ba mẹ con đã đoàn tụ lần đầu tiên kể từ ngày đầy kịch tính đó. Cuộc hội ngộ đầy xúc động nơi mà Katrina và sĩ quan cảnh sát Boyer bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho nhau. Cuộc gặp gỡ tràn ngập những nụ cười, những cái ôm và những giọt nước mắt hạnh phúc khi cả gia đình của Mahoney và sĩ quan Boyer cùng hồi tưởng về trải nghiệm khó quên đã đưa họ đến với nhau. Thượng viện bỏ phiếu về dự luật bảo đảm quyền tiếp cận thụ tinh trong ống nghiệm trên toàn quốc Hoa Kỳ. Thượng viện bỏ phiếu hôm thứ Năm ngày 13 tháng 6 về luật nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thụ tinh trong ống nghiệm, viết tắt là IVF, trên toàn quốc Hoa Kỳ. Một hành động làm nổi bật các cuộc tranh luận đang diễn ra về quyền sinh sản. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer đã chỉ trích ảnh hưởng liên tục của phong trào chống phá thai và cho rằng sự phản đối của họ đối với quyền thụ tinh trong ống nghiệm là một mặt trận mới trong chiến dịch chống lại quyền tự do sinh sản. Tuyên bố của Schumer đã nhấn mạnh đến chiến lược của Đảng Dân Chủ nhằm làm nổi bật các vấn đề sinh sản khi họ tiến gần đến cuộc bầu cử tháng 11 năm nay, trùng với kỷ niệm 2 năm kể từ khi quyết định lật ngược án lệ Roe vs. Wade của Tòa án tối cao. Tương lai của dự luật có vẻ không chắc chắn, với phe đối lập của Đảng Cộng Hòa coi đó là một sự vượt quá giới hạn không cần thiết và coi cuộc bỏ phiếu này giống như là một hành động chính trị hơn là một thay đổi chính sách quan trọng. Kết quả bỏ phiếu thủ tục sẽ phản ánh sự chia rẽ sâu sắc về vấn đề này trong Thượng viện Hoa Kỳ. Disney và Hội đồng Quản trị do Thống đốc Florida DeSantis hậu thuẫn đã đạt được một thỏa thuận. Disney và Hội đồng Quản trị do Thống đốc Florida là Ron DeSantis bổ nhiệm đã đạt được một thỏa thuận phát triển quan trọng. Theo thỏa thuận, thì Disney đã cam kết đầu tư 17 tỷ Mỹ Kim vào khu nghỉ dưỡng Florida của mình trong 10 đến 20 năm tới. Khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ cho các dự án mở rộng công viên giải trí tiềm năng và các dự án phát triển khác. Thỏa thuận này đánh dấu việc giải quyết tranh chấp pháp lý kéo dài giữa Disney và ông DeSantis. Khu giám sát du lịch ở Trung Florida mới được đổi tên, hiện nay giám sát tất cả các dịch vụ công cộng cho khu nghỉ dưỡng Walt Disney World, được giám sát bởi các thành viên hội đồng quản trị do thống đốc lựa chọn. Khu vực này thay thế cho khu cải thiện Reedy Creek trước đây, đã bị DeSantis giải thể. Khoản đầu tư đã cam kết của Disney là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của công ty nhằm chi ra 60 tỷ Mỹ Kim cho các công viên và du thuyền toàn cầu trong thập niên tới. Nửa triệu con cá hồi con bắt đầu hành trình đáng kinh ngạc hướng đến Thái Bình Dương. Ngày thứ Tư, 12 tháng 6, một nhóm thanh thiếu niên từ Richmond Police Activities League, viết tắt là PAL, đã tập trung tại Richmond Marina để có một trải nghiệm độc đáo và bổ ích.
họ đã có mặt để chứng kiến một sự kiện hiếm hoi và quan trọng. Đó là việc thả nửa triệu con cá hồi con xuống vùng nước, đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình của loài cá này hướng đến Thái Bình Dương. Sáng kiến phi thường này là sự hợp tác giữa Hiệp hội Cá hồi Golden State và Sở Cá và Động vật Hoang dã California. Sự kiện này nhằm mục đích thúc đẩy quần thể cá hồi là loài cá đang bị đe dọa trong thời gian gần đây. Mỗi xe bồn tham gia hoạt động này chở vào khoảng 100.000 con cá hồi non. Tất cả đều được nuôi tại trại giống Mokelume. Vào lúc 22 giờ 17 phút giờ địa phương, một trong những chiếc xe bồn bắt đầu quá trình thả cá hồi. Những đứa trẻ kinh ngạc theo dõi khi thùng cá mở ra và cá hồi con lao xuống nước, bắt đầu hành trình đại dương của chúng. Việc lựa chọn Richmond Marina để thả cá hồi thay vì một địa điểm gần Vallejo là một chiến lược. Các chuyên gia về động vật hoang dã tin rằng việc thả cá hồi gần đại dương hơn sẽ làm tăng cơ hội sống sót của chúng. Sáng kiến này được coi là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Nó nâng cao tỷ lệ sống sót của cá hồi non vào thời điểm quan trọng đối với quần thể của chúng và mang đến cơ hội giáo dục tuyệt vời cho trẻ em. Sự kiện này không chỉ nêu bật tầm quan trọng của việc quản lý môi trường mà còn nhằm mục đích truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi trở thành những người ủng hộ tương lai cho việc bảo tồn động vật hoang dã. Nhân viên Google bị sa thải và sinh viên đã cùng nhau biểu tình tại trụ sở chính của Google tại San Francisco. Những nhân viên Google bị sa thải và sinh viên đại học trong khu vực đã cùng nhau biểu tình tại trụ sở chính của Google tại San Francisco. Bản tin mô tả tình huống mà một nhóm nhân viên Google phải đối mặt với sự trả thù từ công ty. Nhóm nhân viên này có thể đã tham gia vào một số hành động và có thể là một cuộc biểu tình hoặc là hoạt động mà Google không chấp thuận. Các nhân viên dự kiến nhận hậu quả cho hành động của họ. Điều khiến cho họ ngạc nhiên nhất là mức độ phản ứng của Google. Gần 50 nhân viên đã bị nhắm mục tiêu. Điều này cho thấy sự trả thù có thể rộng lớn hơn dự kiến và có thể bao gồm một số người không trực tiếp tham gia cuộc biểu tình. Một nhân viên nhấn mạnh rằng một số nhân viên bị ảnh hưởng không trực tiếp tham gia vào hành động ban đầu. Họ tham gia bởi vì họ biết đó là điều đúng đắn nên làm, ngụ ý một cảm giác về niềm tin đạo đức. Một nhân viên khác có quan điểm rộng hơn, họ tin rằng Google có tiền sử đàn áp sự bất đồng chính kiến, với hy vọng đây có thể là một ví dụ khác. Họ thừa nhận rủi ro nhưng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc lên tiếng, bởi vì đối với họ im lặng là đồng lõa. Hàng trăm tấn rác thải tích tụ tại Gaza gây ra những rủi ro thảm khốc về môi trường và sức khỏe. Theo báo cáo của Cơ quan Cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, viết tắt là UNRWA, việc tích tụ hơn 330.000 tấn rác thải ở Gaza tính cho đến ngày 9 tháng 6 đang gây ra những mối nguy hiểm nghiêm trọng về môi trường và sức khỏe. Tình hình này đã trở nên trầm trọng hơn do xung đột đang diễn ra và nguồn lực quản lý chất thải hạn chế. Sự hiện diện của một lượng lớn rác thải như vậy, đặc biệt là ở gần hoặc là ở các khu đông dân cư, làm tăng đáng kể nguy cơ bùng phát dịch bệnh và ô nhiễm môi trường địa phương. Trẻ em được nhìn thấy lục loại rác thải càng làm nổi bật thêm tình trạng nhân đạo tồi tệ, khiến cho chúng phải đối mặt với những nguy hiểm trước mắt như thương tích và các trở ngại sức khỏe lâu dài do các chất độc hại. Lời kêu gọi ngưng bắn của UNRWA nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết phải giải quyết những điều kiện quan trọng này và tạo điều kiện khôi phục những dịch vụ cơ bản bao gồm quản lý rác thải để bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của cư dân tại dải Gaza. Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một nhà máy lọc dầu ở thành phố Erbil, miền Bắc Iraq. Một đám cháy lớn đã bùng phát tại một kho dầu gần Erbil, miền Bắc của Iraq cuối ngày thứ Tư, 12 tháng 6. Khác với các báo cáo ban đầu cho rằng đám cháy xảy ra tại một nhà máy lọc dầu, thị trưởng Jibwa đã nói rõ ràng đám cháy xảy ra tại một kho dầu nằm giữa Erbil và Jibwa. Theo hãng thông tấn Rudor của Kurdistan, đám cháy bắt đầu tại kho, cụ thể là ảnh hưởng đến một cơ sở lưu trữ nhựa đường. Một nhân viên phòng vệ dân sự bị thương nhưng tình trạng đã ổn định. Một số nhân viên phòng vệ dân sự khác bị khó thở nhưng vẫn được an toàn. Khoảng một chục đội cứu hỏa hiện nay đang chiến đấu với ngọn lửa. Các vụ hỏa hoạn tương đối thường xuyên xảy ra tại Iraq và khu vực Kurdistan. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn vẫn chưa được biết và cho đến nay thì chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Disney chọn diễn viên người Úc gốc Samoa vào vai chính trong phim hành động Moana. Một thiếu nữ người Úc gốc Samoa sẽ tham gia phiên bản hành động sắp tới của bộ phim ăn khách của Disney, Moana. Catherine Laga-Aya, 17 tuổi, đã được chọn vào vai chính. Việc Catherine Laga-Aya được chọn vào vai cho bộ phim chuyển thể người đóng Moana là một bước tiến đáng kể, đặc biệt là khi cô còn trẻ và sự nghiệp tương đối ngắn ngủi cho đến nay. Bối cảnh và di sản của cô khiến cô rất phù hợp với vai diễn này. Và thật tuyệt khi thấy nhiều đại diện hơn từ quần đảo Thái Bình Dương trong những vai diễn nổi bật như vậy. Dwayne Johnson đã trở lại với vai Maui, góp phần tạo nên sự liên tục và thú vị, đặc biệt là khi anh cũng là nhà sản xuất của bộ phim này.
dòng thời gian của quá trình sản xuất có vẻ chặt chẽ với việc quay phim vào mùa hè năm nay và thời điểm phát hành là tháng 7 năm 2026. Chắc chắn đây sẽ là một bộ phim tuyệt đẹp về hình ảnh và giàu nét văn hóa. Tòa án tối cao cho phép thuốc phá thai Mifepristone tiếp tục có mặt trên thị trường. Quyết định của Tòa án tối cao Hoa Kỳ cho phép tiếp tục phân phối Mifepristone là một bước tiến đáng kể về quyền sinh sản. Bằng cách bác bỏ vụ kiện thách thức quy định của FDA về loại thuốc này, tòa án đã duy trì nguyên trạng và cho phép thuốc được gửi qua đường bưu điện đến bệnh nhân mà không cần phải đến gặp bác sĩ trực tiếp. Thẩm phán Brett Kavanaugh trong ý kiến nhất trí của mình đã nhấn mạnh rằng nguyên đơn không có tư cách để kiện, tập trung vào những khía cạnh kỹ thuật của vụ kiện và các tiêu chuẩn pháp lý cần thiết để thách thức những quy định của FDA. Phán quyết này đánh dấu một thời điểm quan trọng, đặc biệt là vì đây là vụ án lớn đầu tiên của Tòa án tối cao về quyền sinh sản kể từ khi họ lật ngược án lệ Roe vs. Wade năm 2022. Phán quyết này có thể tạo ra tiền lệ cho các thách thức trong tương lai đối với luật và quy định về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Bộ Ngoại giao bắt đầu thử nghiệm hệ thống gia hạn hộ chiếu trực tuyến được cập nhật. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang thử nghiệm gia hạn hộ chiếu trực tuyến với mục tiêu là 65% khách hàng được hưởng lợi từ dịch vụ này khi dịch vụ đi vào hoạt động hoàn toàn. Bộ Ngoại giao đang bắt đầu với số lượng hạn chế đơn ghi danh trực tuyến mỗi ngày. Phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn này nhằm bảo đảm mọi vấn đề đều được giải quyết sớm. Họ đặt mục tiêu hoàn thành 65% số lần gia hạn hộ chiếu trực tuyến sau khi hệ thống đi vào hoạt động hoàn toàn. Điều này sẽ giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ hơn đối với phần lớn người nộp đơn. Ngay cả khi gia hạn trực tuyến, thời gian giải quyết vẫn như cũ. Vì vậy, mặc dù quy trình nộp đơn có thể nhanh hơn và thuận tiện hơn, nhưng thời gian nhận được hộ chiếu của những người ghi danh sẽ không bị rút ngắn. Nếu cần hộ chiếu gấp thì dịch vụ gia hạn trực tuyến này sẽ không đẩy nhanh quá trình đó. Các dịch vụ khẩn cấp hoặc là khẩn cấp không khả dụng thông qua hệ thống trực tuyến mới. Nghe có vẻ là một sự phát triển tích cực, nhưng người tiêu dùng vẫn có thể cần phải lập kế hoạch trước, đặc biệt là nếu có kế hoạch đi du lịch sắp tới. Tối cao pháp viện bác bỏ nỗ lực ghi danh nhãn hiệu Trump Too Small của một nhà hoạt động chính trị. Ngày thứ Năm 13 tháng 6, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã bác bỏ một nỗ lực ghi danh nhãn hiệu cầu chứng nhóm chữ Trump Too Small của một nhà hoạt động chính trị. Quyết định này được đưa ra sau khi luật sư Steve Elster cố gắng ghi danh để cầu chứng nhóm chữ này làm nhãn hiệu nhằm sử dụng trên tất cả áo thun và áo phông. Vấn đề chính ở đây là liệu rằng nhóm chữ này ám chỉ đến những bình luận của cựu Tổng thống Trump có thể được ghi danh để cầu chứng nhãn hiệu mà không cần sự đồng ý của ông hay không. Phán quyết của tòa nhấn mạnh rằng mặc dù quyền tự do ngôn luận là quyền cơ bản, nhưng nó không phủ nhận các tiêu chuẩn pháp lý khác, chẳng hạn như lệnh cấm sử dụng tên của người còn sống cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép của người đó. Vì vậy, mặc dù Elster vẫn có thể bán áo sơ mi, áo thun, nhưng ông ta không thể làm như vậy theo nhãn hiệu được cầu chứng sử dụng tên của ông Trump mà không có sự đồng ý của ông Trump. Một cảnh sát viên của New York NYPD đã bị một nghi phạm giết người bắn vào chân tại Woodbridge ở New Jersey. Một cảnh sát viên của Sở Cảnh sát New York NYPD đã bị bắn vào chân bởi một nghi phạm giết người mà các thám tử đang theo dõi tại một khách sạn tại New Jersey sáng thứ Năm ngày 13 tháng 6. Nghi can là người đang bị các thám tử theo dõi tại một khách sạn ở Woodbridge, New Jersey, được cho là đã nổ súng vào các cảnh sát viên, khiến cho cảnh sát bị thương ở chân. Các cảnh sát từ Woodbridge, những người đang hỗ trợ cho NYPD đã nổ súng đáp trả, khiến cho nghi can bị thương. Rất may, cảnh sát bị thương hiện nay đang hồi phục tại bệnh viện. Nghi can đã bị giam giữ và không có thêm thiệt hại nào xảy ra với các cảnh sát viên hoặc là công chúng. Tài xế giao hàng Walmart Missouri trở nên nổi tiếng vì bị buộc tội ăn cắp. Một trường hợp điển hình về thông tin sai lệch lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Bill Astor, một tài xế giao hàng của Walmart tại Missouri, đã bị một khách hàng quay phim vì nghĩ rằng anh ta đang ăn cắp. Video đã lan truyền trên mạng xã hội, nhưng Astor cho biết anh chỉ quét các mặt hàng từ điện thoại của mình như là một phần của công việc mà thôi. Anh có biên lai chứng minh anh ta làm việc tại Walmart vào ngày hôm đó và đang cố gắng xóa tên của mình. Astor cũng đã cảnh báo mọi người không được quay phim và đăng video về người lạ trực tuyến mà không biết toàn bộ câu chuyện. Tình huống của Bill Astor nêu bật mối nguy hiểm khi vội vàng đưa ra kết luận dựa trên thông tin không đầy đủ. Thật không may khi một sự hiểu lầm đơn giản lại dẫn đến những lời buộc tội lan rộng đến như vậy. Lời giải thích của Astor về việc sử dụng dịch vụ giao hàng Spark của Walmart và sự nhầm lẫn tại quầy tự thanh toán cho thấy mọi thứ có thể dễ dàng trở nên tồi tệ như thế nào, đặc biệt là khi có người vô tình quay lại. Biên lai của anh và bối cảnh của tình huống giúp làm sáng tỏ mọi thứ, nhưng danh tiếng anh đã bị tổn hại. Đây là lời nhắc nhở hữu ích cho mọi người rằng hãy cẩn thận,
và khi chia sẻ video hoặc là đưa ra lời buộc tội trực tuyến với bất cứ ai. Internet có thể là một công cụ mạnh mẽ để truyền bá tin tức, nhưng nó cũng có thể nhanh chóng trở thành nơi tạo sự hiểu lầm và sự phán xét sai. Nhiều trẻ em nhập viện vì một chủng vi khuẩn E. coli hiếm gặp. Đây là một bản tin đáng lo ngại về tình trạng nhiễm siêu vi khuẩn, thưa quý vị. E. coli nơi trẻ em đã đến một hồ ở Virginia cuối tuần lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vòng. Các viên chức y tế Virginia đang điều tra nguồn gốc của một đợt bùng phát bệnh. Những đứa trẻ này có khả năng đã nhiễm vi khuẩn E. coli từ nước của hồ và có thể đã bị ô nhiễm vì nước chảy ra từ các trang trại ở gần đó. Những triệu chứng của nhiễm trùng E. coli bao gồm đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, sốt và ớn lạnh. Trong những trường hợp nghiêm trọng, nó có thể gây tổn thương các cơ quan trong cơ thể. Một đứa trẻ đã phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện là ICU trong 2 tuần lễ. Các viên chức y tế hiện vẫn chưa xác nhận số lượng chính xác những người bị nhiễm E. coli. Sự tham gia của nhiều cơ quan của tiểu bang có thể nhằm mục đích ngăn ngừa các trường hợp tiếp theo và bảo đảm an toàn cho hồ cũng như các khu vực xung quanh để cho du khách trong tương lai. Lạm phát bán sỉ hạ nhiệt đáng kể vào tháng 5 theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động. Dữ liệu gần đây về lạm phát bán sỉ cho thấy sự hạ nhiệt đáng kể vào tháng 5 mang lại tia hy vọng cho những người tiêu dùng đang mệt mỏi vì lạm phát. Cục Thống kê Lao động báo cáo rằng giá cả đã giảm 0.2% vào tháng trước là một sự thay đổi đáng kể so với mức tăng 0.5% của tháng 4. Chỉ số giá sản xuất hoặc là PPI, theo dõi giá mà các nhà sản xuất trả cho các nhà cung cấp, tăng 2.2% trong 12 tháng kết thúc vào tháng 5. Sự sụt giảm giá bán sỉ này diễn ra sau quyết định của Quỹ Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất hiện nay. Các nhà phân tích chia rẽ về ý nghĩa của dữ liệu này đối với chính sách của Quỹ Dự trữ Liên bang trong tương lai. Một số chuyên gia thì cho rằng lạm phát bán sỉ hạ nhiệt có thể tạo điều kiện cho Quỹ Dự trữ Liên bang cân nhắc về việc hạ lãi suất và có khả năng kích thích tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, một số người khác thì cảnh báo rằng giá sản xuất giảm có thể gây ra những tác động tiêu cực và báo hiệu nhu cầu suy yếu hoặc là các vấn đề kinh tế cơ bản khác. Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục khi Quỹ Dự trữ Liên bang cân nhắc những bước tiếp theo để điều hướng bối cảnh hiện tại của nền kinh tế Mỹ. Nga chính thức đưa vụ án gián điệp của phóng viên Hoa Kỳ bị bỏ tù ra tòa. Hôm thứ Năm ngày 13 tháng 6, Nga đã đưa vụ án gián điệp chống lại phóng viên Hoa Kỳ Ivan Gershkovich ra tòa. Ivan Gershkovich là một nhà báo của tờ báo The Wall Street Journal đã bị giam giữ tại Moscow kể từ tháng 3 năm 2023. Chính quyền Nga đã chính thức buộc tội anh ta về tội gián điệp và cáo buộc rằng anh đã thu thập thông tin liên quan đến quân sự và quốc phòng thay mặt cho CIA. Cả Gershkovich và cơ quan của anh cùng với chính phủ Hoa Kỳ đều hết sức phủ nhận những cáo buộc này, khẳng định rằng những lời buộc tội vô căn cứ. Báo Wall Street Journal đã bảo vệ Gershkovich một cách mạnh mẽ, mô tả vụ án là một cuộc tấn công trắng trợn vào quyền tự do báo chí và thúc giục chính phủ Hoa Kỳ tăng cường nỗ lực để bảo đảm việc thả tự do cho Gershkovich. Tình hình này đánh dấu một diễn biến đáng kể và đáng lo ngại bởi vì Gershkovich là nhà báo đầu tiên bị buộc tội gián điệp tại Nga kể từ thời chiến tranh lạnh. Hỏa hoạn do hỏa tiễn tấn công ở miền Bắc Israel. Tình hình ở miền Bắc Israel vẫn căng thẳng sau các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn từ Lebanon. Quân đội Israel xác nhận rằng có vào khoảng 40 hỏa tiễn đã được bắn ra, gây ra hỏa hoạn ở thượng Galilee và cao nguyên Golan. Lực lượng phòng vệ Israel hoặc là IDF đã báo cáo rằng, mặc dù nhiều hỏa tiễn đã bị chặn lại, nhưng một số đã tác động đến khu vực, gây ra thiệt hại đáng kể và gây ra ít nhất là 10 đám cháy. Các đội cứu hỏa đang tích cực làm việc để kiểm soát các đám cháy với 21 đội hiện nay đang được khai triển. IDF xác định rằng Hezbollah là một lực lượng dân quân Lebanon được Iran hậu thuẫn, là thủ phạm của các cuộc tấn công, mặc dù Hezbollah vẫn chưa chính thức nhận trách nhiệm. Sự leo thang này diễn ra sau một biến cố trước đó khi mà hơn 200 hỏa tiễn được phóng đi từ Lebanon vào Israel, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn và thương tích hơn. Bối cảnh của những sự kiện này bao gồm cuộc không kích gần đây của IDF đã giết chết Talib Sami Abdullah, là một chỉ huy cao cấp của Hezbollah, và nhóm này xác nhận là để trả đũa cho một hoạt động ám sát của Israel. Cuộc tấn công này đã làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã bất ổn dọc theo biên giới Israel và Lebanon. Mưa lớn và lũ lụt tấn công Nam Florida khiến cho thống đốc phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Miền Nam tiểu bang Florida thực sự đang phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt với lượng mưa lớn dẫn đến lũ lụt đáng kể và tình hình vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Việc thống đốc ban bố tình trạng khẩn cấp nhấn mạnh đến mức độ nghiêm trọng của lũ lụt với hình ảnh những con đường bị ngập và những người lái xe bị mắc kẹt
cho thấy rõ cơn bão đã gây ra tác động lớn như thế nào. Lượng mưa phá kỷ lục tại Fort Lauderdale và Sarasota đặc biệt đáng chú ý, và cơn lốc xoáy ở quận Martin làm tăng thêm một lớp nguy hiểm cho tình hình. Trong khi đó, miền Tây Hoa Kỳ đang phải đối mặt với sự tương phản rõ rệt, với cảnh báo nhiệt độ quá cao ảnh hưởng đến hơn 20 triệu người. Những thời tiết chắc chắn là hết sức cực đoan, vùng Trung Tây cũng đang chuẩn bị cho những cơn dông bão dữ dội và có khả năng xảy ra lốc xoáy. Đây là lời nhắc nhở về việc điều kiện thời tiết có thể đa dạng và dữ dội như thế nào trên khắp nước Mỹ ngay lúc này. Hy vọng rằng những người ở các khu vực bị ảnh hưởng đang được an toàn và nhận được sự trợ giúp mà họ cần đến. Tổng thống Joe Biden có mặt tại Ý trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G7. Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở nước Ý, Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quan hệ đối tác vì cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu cho việc định hình tương lai. Ông nhấn mạnh rằng các khoản đầu tư lên tới 60 tỷ Mỹ Kim đóng vai trò quan trọng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển toàn cầu và củng cố các giá trị dân chủ trong vài thập niên tới. Tổng thống Biden cho biết rằng sáng kiến này được khởi xướng cách đây 2 năm tại Đức nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách cơ sở hạ tầng mà nhiều quốc gia đang phải đối mặt, mà ông mô tả là trở ngại lớn đối với sự tiến bộ của họ. Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng những nỗ lực chung của các nền dân chủ thông qua các khoản đầu tư như vậy chứng minh khả năng của họ trong việc đưa ra những giải pháp hiệu quả và bền vững. Hành động này cũng được coi là một biện pháp đối phó chiến lược với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, định vị Hoa Kỳ và các đồng minh của mình để củng cố cơ sở hạ tầng toàn cầu theo cách phù hợp với những giá trị và tiêu chuẩn dân chủ. Phó Tổng thống Kamala Harris đến Atlanta, Georgia để tham dự hội nghị về phòng chống bạo lực súng đạn. Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ đến Atlanta ngày thứ 6 trong khuôn khổ chuyến tham quan cơ hội kinh tế của mình, sau đó là vào thứ 3 cho hội nghị thượng đỉnh Rocket Foundation đầu tiên. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Harris đến thăm Georgia nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tiểu bang này trong những cuộc thảo luận toàn quốc về cả cơ hội kinh tế lẫn phòng chống bạo lực súng đạn. Sự hiện diện của bà tại chuyến tham quan cơ hội kinh tế tại Atlanta vào thứ 6 và hội nghị thượng đỉnh Rocket Foundation vào ngày thứ 3, nơi bà sẽ tham gia cùng Quavo trong một hội thảo, nhấn mạnh đến sự tập trung vào những vấn đề quan trọng. Thời điểm đặc biệt là khi hội nghị thượng đỉnh chung với ngày sinh nhật của cháu trai quá cố của Quavo, Takeoff, người đã thiệt mạng một cách thương tâm hồi tháng 11 năm 2022, đã thêm một yếu tố sâu sắc vào những cuộc thảo luận về bạo lực súng đạn. Đây sẽ là một chuyến đi thứ 5 của bà Harris đến Georgia trong năm này, báo hiệu một hành động chiến lược khi cuộc bầu cử toàn quốc Hoa Kỳ đang tiến đến gần. Với việc Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ đến Atlanta để tham dự cuộc tranh luận Tổng thống của đài CNN ngày 27 tháng 6, vai trò của Georgia như là một tiểu bang chiến trường quan trọng, thậm chí còn được nhìn nhận rõ ràng hơn. Và sau đây là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đóng cửa với mức cao kỷ lục mới trong ngày thứ năm, được thúc đẩy bởi dữ liệu mới cho thấy dấu hiệu áp lực lạm phát hạ nhiệt. Chỉ số giá sản xuất tức là PPI tháng 5 giảm 0.2% so với tháng trước. Các kinh tế gia đã dự kiến là mức tăng 0.1%. Bản báo cáo đó được đưa ra một ngày sau khi chỉ số giá tiêu dùng tức là CPI của tháng 5 tăng ít hơn dự kiến. Dữ liệu ngày thứ năm cũng được công bố sau quyết định chính sách của Quỹ Dự trữ Liên bang là giữ nguyên lãi suất nhưng nhận xét có sự tiến bộ trong vấn đề chống lạm phát. Ngân hàng Trung ương đã hạ dự đoán cắt giảm lãi suất năm 2024 xuống còn một lần so với ước tính 3 lần hồi đầu năm nay. Cổ phiếu Broadcom tăng hơn 12% sau khi nhà sản xuất chip điện tử này báo cáo tài chính vượt quá kỳ vọng trong tập các nguyệt 2 và tuyên bố chia cổ phiếu theo tỷ lệ 1 thành 10. Về mặt khác, cổ phiếu Dave & Buster's Entertainment giảm gần 11% sau khi doanh thu quý đầu tiên của công ty không đạt ước tính. Cổ phiếu Generac và Paramount Global lần lượt giảm 4.6% và 6.9%, nằm trong số những cổ phiếu giảm giá đáng chú ý trong chỉ số S&P 500. Dịch vụ phát trực tuyến sụt giảm khi National Amusements hủy bỏ các cuộc thảo luận với Skydance về đề nghị sáp nhập. Salesforce và Amazon lần lượt giảm 2.9% và 1.6%, góp phần khiến cho chỉ số Dow Jones sụt giảm. Và các chỉ số của thị trường chứng khoán lúc đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones giảm 65.11 điểm tương đương với 0.17%, kết thúc ở mức 38.647.10. Chỉ số S&P 500 tăng 12.71 điểm tương đương với 0.23%, kết thúc ở mức 5.433.74. Chỉ số Nasdaq tăng 59.12 điểm tương đương với 0.34%, kết thúc ở mức 17.667.56. Giá vàng giảm 36 Mỹ Kim tương đương với 1.53%, đóng cửa ở mức 2.318.80 Mỹ Kim một troy ounce. Giá dầu thô giảm 52 xu tương đương với 0.66% và đóng cửa ở mức 77.98 Mỹ Kim một thùng.
thưa quý vị, vừa rồi là chương trình về thị trường chứng khoán. Phần tin này đã kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay của Đài Việt Face TV với phần trình bày của Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình thời sự buổi tối của Việt Face TV được bảo trợ bởi hệ thống 5 nhà thuốc Tây uy tín trên 30 năm cho dầu gió xanh con ó, 46 đô cho 12 chai, tặng thêm 1 chai. Sữa Ensure Powder, 73 đô cho 6 hộp. Lan Vi, Kim An, Sài Gòn, VN và Đồng Tâm Pharmacy. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Hạng mầm gạo lứt Bio Emachu, bạn đang khổ sở vì bệnh tật đau yếu hay chỉ muốn cải thiện sức khỏe được tốt hơn? Bio Emachu là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Mọi chi tiết xin liên lạc về công ty Prom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Yamadar Resort and Casino at San Manuel. Bio Emachu, sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và công nghệ cao, mang lại cho bạn sức khỏe và năng lượng mỗi ngày. Với thành phần chính được chiết xuất từ hạt mầm gạo lứt, Bio Emachu là sự lựa chọn lý tưởng cho những người muốn chăm sóc sức khỏe một cách tự nhiên nhất, tăng cường hệ tiêu hóa, gia tăng hệ miễn dịch, cung cấp năng lượng cho sức khỏe toàn diện. Hãy khám phá cảm giác mới mẻ của sự tự nhiên và sức sống đầy năng lượng với Bio Emachu mỗi ngày. Mọi chi tiết, liên lạc về công ty Brum ở số 1-800-338-4121. Hệ thống 5 nhà thuốc Tây uy tín trên 30 năm nay xin trân trọng giới thiệu giá đặc biệt cho dầu gió xanh con ó, 46 đô cho 12 chai, tặng thêm 1 chai. Sữa Ensure Powder, 73 đô cho 6 hộp ở Westminster, Lang Vi Pharmacy và Kim An Pharmacy, 714-839-5888. Ở Garden Grove, Sài Gòn Pharmacy và VN Pharmacy, 714-638-2888. Ở Rosemead, Đồng Tâm Pharmacy, 626-572-2929. Lang Vi, Kim An, Sài Gòn, VN và Đồng Tâm Pharmacy. Xin chân thành cảm ơn quý khách.